Malamed Bình Dương xin chào tất cả bà con cô bác quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của Malamed Bình Dương ha. Hello anh Ngọc. Sáng nay phát hiện anh có một cái bất ngờ. Sao anh không đội nón trắng? Nón trắng có làm đâu. Hôm nay ngủ quên. Rồi bữa nay hôm giờ mình cúng chú đi. Ngọc lên bữa nay ngủ quên. Bông hồng đó đẹp không? Bông hồng mình cột gì luôn nè. Hả? Luôn đẹp nè. Nó nở dữ lắm. Bông đó là mua nguyên một bó luôn á. Một bó thì nó bán rẻ. Nó thơm cực kỳ thơm luôn. Trời ơi, anh Ngọc nói hoa hồng này tượng trưng cho tình nhân nè nó chứ. Cái đâu nữa? Ủa vậy là ta trồng bông hết trơn luôn rồi. Thì đó giờ còn chỗ để cái chỗ này. Bông hồng mà để trên cái bàn trắng này cũng đẹp nè. Anh đón ở này nhiều. Trăm ngàn. Nhiêu? 100 ngàn. Vậy là anh mua toàn hố không à? Sao mua 7 mấy? 74. Giờ nhớ rồi nha, chưa là không. Cũng sơ xích cái bộ cũng gần 100 ngàn. Ừ. Cách nhà tới 3 mấy. 3 mấy ngàn cũng sơ xích rồi, cũng có 3 mấy ngàn. Hố có hai mấy ngàn chứ. Rồi làm cái đó từ từ nha. Nhớ lấy cho chú hai cái ly nhanh. Hai cái ly, một ly bia, một ly nước ngọt. Đi mở thôi em lấy đi em. Bông hồng Đà Lạt. Hồng nó không có gai đâu trời. Bây giờ mình là gái. Cũng gai quá trời. Trời ơi. Cũng gai quá trời. Đúng rồi. Cái ly nó giống vậy hả, ly kia đó. Y chang vậy đó. Nước ngọt không mà, nước ngọt chứ bia mà. Thơm quá trời thơm rồi. Ồ, cái cây này nó lên con luôn, không lẽ là mình xong mình trồng luôn ta? Có cái nhánh nè. Ngã gì bị đâm rồi.
Trời ơi sao cây này bị gãy hết trời. Uổng dữ rồi. Lá kiếm gì cột lại mới được. Thôi kể vậy đi. Thơm không? Phụ anh đi, lấy cái kéo nữa. Hello đẹp trai. Hello, chào buổi sáng. Rồi. Giá trị thiệt hại là bao nhiêu anh? Lên đến 80. Lên đến 80 ngàn luôn. 80%. Trời ơi, có sẵn luôn ha. Tại biết sao không phải tranh thủ làm anh cột chèo. Ta nói xấu là cười gì đâu. Không phải nó dữ mà là nó cực. Anh lấy cái kéo đó anh cắt phụ em đi. Kéo còn hả? Còn trong rỗng hả, mua cái kéo đẹp mà. Ô ghê vậy. Ừ lạc chúng được, đưa đem cắt. Gai không luôn á. Hoa nào đẹp mà không gai. Gai đẹp. 2-3%. Ghê trời. Để ra luôn không? Hả? Cái gì vậy? Để ly cà phê sữa. Ừ, một ly riêng cho anh. À, một ly riêng với một để bia nữa. Ừ đúng rồi. Trời, cái này mà trưa nó nở lên là đẹp dữ lắm. Nó gãy bỏ. Thơm ngát luôn ha. Tạt chừa chứ khoảng 2 cái bông thôi. Hai cái lá thôi. Cây tính bó chứ không tính cây. Nhưng mà nếu mà anh không mua bó, anh mua lẻ là cây
Nãy anh đọc cái gì mà gái này, hoa nào mà hoa chẳng gai hả? À, đẹp là hoa có gai. Cái đẹp là có gái có hai ba chồng. Ghê vậy. Đi sớm để thành công. Nhỏ mà cũng nói cái đâu đó đâu mà. Xong mấy ngày. Xong được mấy ngày. Thiếu người đấy. Lấy mấy cây nhánh đó mình ghim rồi sau này lên bông. Thiệt mà lên mà. Lên lên. Lên dễ học mong dễ chồng. Đi mà muốn cầm được lên. Nhắm mình gãy luôn. Uống quá không? Quá uống đi. Cho vô đây luôn. Xong rồi mất con bia phải không? Đúng rồi. Kiếm cho em nó hút nước. Chị ăn trong cái ghế mua, tôi mua luôn cái cục mót cắm á. Cắm cái cục mót đẹp. Ha. Gai khóa gai à. Này có cái bao tay vuốt cho nó rụng gớt gai. Có này nó có cái cây vuốt. Có không? Để cây vuốt. Cái công trình này hơi lâu tí xíu. Hồi nãy giờ được cái bông đôi này anh bông đôi này thấy không? Đẹp không chú Hải? Liễu này cắt ngắn rồi chứ cho đẹp rồi. Hả? Dài quá dài. Liễu mà liễu là phải dài. Dài thì nó mới rủ được. Này thơm gì ta? À thơm. Tự nhiên thử cái đó. Thơm thiệt. Thơm rồi mà thơm. Thiệt nè coi. Thôi, anh nói là em nghiêng. Cái đó mà thử vô chết liền đó. Cậu ghét cái từ có cái này cái bông dùng có từ hồng lắm. Vậy hả? Mấy đứa hồng làm khổ cậu không à. Ừ.
cắm cái bình hết nửa tiếng hồn. Rồi, lấy cho anh cái khăn vậy. Lau đúng không? Ui ui, xì tin. À, bên anh đánh mua được xì tin, đánh đi sớm. Cái canh. Ừ, chắc chắn. Sạch chưa? Sạch chưa? Lên. Rồi. Ê, cho cái dĩa đu đủ lên phía trước luôn em ơi. Không, lên phía trước đây nè, phía em nè. Đúng rồi, rồi. Rồi, phía sau. Rồi, phía sau. Xong như là tâm nhang cúng thôi. Rồi. Thanh Kiều. Bữa nay mình xem coi cái bông này nó nở ra cỡ nào. Bữa nay là 30 á. Ở dưới là 19 đúng không? 19 hay 18 hay sao? Đốt hút cho chú luôn nha, hút đây nè. 18 rồi. Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 11 năm 2023, nhằm ngày 18 tháng 10 năm Quý Mão. Con là Nguyễn Văn Tý, chùa kênh YouTube Nam Bết Bình Dương. Trình với các chư vị thổ thần, thổ mộ, đất đai, chiến sĩ nhân trạch và nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, lộng giỏi văn ngoan, pháp danh Tâm Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng 2 năm Quý Mão, hưởng thọ 66 tuổi, an táng tại Hoa Viên, Nghĩa Trang, Bình Dương. Thì hôm nay con thay mặt cho một vị khán giả giấu tên gửi cúng cho chú một cái mâm cúng chay, gồm có là 7 phần cơm chay, 7 chai xì tin, 5 trái đu đủ, trà rồng nhỏ, cà phê sữa, bia tươi, thuốc lá 3 số 5, dưới là một bó hoa hồng. Thì con mời tất cả các chư vị, tất cả các hương linh về dùng chung với chú Vũ Linh. Mong rằng các chư vị phù hộ độ trì cho chú Vũ Linh sớm vãng sanh về với cõi Phật, cũng như là phù hộ độ trì cho vị khán giả giấu tên luôn được dồi dào sức khỏe, gia đạo bình an, phát tài phát lộc. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Có cái tấm này hai phiên cho luôn ha. Em có quẹt không? Em có quẹt không? Hả? Em có quẹt không? Hoa hành, hoa hồng bữa nay lung linh. Xui ha. Ủa này để đâu nãy? Bữa nay cho chú xài cho cậu, cho chú.
không có nệm gì sớm dưới ta. Này anh. Không. Mình không muốn. Đi bật quèo. Vô sớm đâu rồi. Vô sớm bất kèn đó. Vô cũng giờ rồi. Em chỉ cho Mai ảnh không vô sớm nè. Mai lấy đèn kèn anh giấu hết đi. Anh vô anh kiếm được cái đèn là anh cũng vô rồi. Đó thì bây giờ là mấy anh em lau mộ chú, nãy giờ là cúng xong rồi. Ủa nãy giờ mình cúng không là hai mấy phút rồi đó. Cắt cái bọng. Mộ rồi. Mặt cậu đâu xài kem hay không có bụng. Tại vì biết sao không xài áp. Giờ là ai cũng xài áp hết trong người. Nó vàng lạnh ra sao mà cáo lắm chưa. Lạnh con tim. Trời ơi vậy luôn hả? Sau này toàn văn hơi không phải trời. Thành con tim. Sao anh có nhu cầu làm cột chèo của em không? Hai anh em mình đang mình chèo mình bơi cho nó hợp lý. Cây này chị Hồng Loan lên tiếp tục sắm thêm 18 ngọn nữa. Để phía sau nè. Sáng nay thì cái điện thoại bên đây. Nãy giờ anh Ngọc anh leo lên nhà. Đó thì bây giờ 15 mét sẽ quay cận cảnh cho bà con cô bác xem cái mâm cúng sáng nay nha. Chung bây giờ Hồng Loan bây giờ là thì Hồng Loan bây giờ là chăm chút mồ cậu nhiều quá. Ôi cái bình hoa nổi bật quá trời luôn. Sáng nay thì cúng cơm chay cho chú ha, xì tiên. Đặc biệt là hiện tiên là kỳ này là mua 5 trái đu đủ. Hôm trước là mua 3 trái. Nhưng mà nó không có được đẹp. Kỳ này mình mua 5 trái đẹp đúng không? Chú thích số 5 mình mua số 5 là đẹp. Đó. Đây là cây cận cảnh hoa hồng nè. Cái hoa hồng này là cô chủ shop nói là nó sẽ nở ra bung ra to lắm. Đẹp lắm. Sáng nay 15 mét lạc là chảy máu với cái bông này luôn. Đó. Đó trời đẹp. Đặc biệt là cái phần của chú ha. Phần của chú thì một bên là cà phê sữa nè. Một bên là bia ha. Đó, con mời chú dùng nha. Bia Heineken với là trà đồng nhỏ luôn, uống uống bia
uống bia xong uống cà phê, rồi nhâm nhi cơm sáng nè, rồi uống trà, sau đó tới uống nước lọc đó, rồi uống xì tin đầy đủ luôn. Rồi đến đây thì Mlambeth Bình Dương cũng xin phép là khép lại cái video này. Cảm ơn tất cả bà con, cô bác, quý cô chú, anh chị rất là nhiều. Bà con xem video nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ Mlambeth Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.